áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em. Cô rất vui vì lại được gặp các em trong video bài học ngày hôm nay. Các em thân mến, qua 3 tuần học của chủ đề 1, trường học mến yêu, chúng ta đã thực hiện được việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học, giữ an toàn trong khi trang trí lớp học và tích cực tham gia các hoạt động của Sao Nhi Đồng, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và của nhà trường rồi. Vậy thì, đến với tuần học thứ 4, tuần học cuối cùng trong chủ đề 1, thì chúng ta sẽ làm các bài tập để kể lại được điều ấn tượng nhất về thầy cô giáo của các em. Sau đây, mời các em cùng luyện tập và củng cố tri thức. Bài tập 1 với bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 9, yêu cầu các em là: hãy viết về kỷ niệm của em với thầy cô mà em nhớ nhất. Các em hãy quan sát, đọc và suy ngẫm những gợi ý của bài tập này. Đầu tiên, tên thầy cô mà em có ấn tượng đậm sâu là gì? Kỷ niệm nhớ nhất của em với thầy cô ấy là như thế nào? Và điều em ấn tượng nhất về thầy cô là ra sao? À, vậy thì cô gợi ý các em trả lời như sau. Tên người thầy mà em có ấn tượng đó là thầy Lê Hải Phong. Kỷ niệm nhớ nhất của em với thầy đó là: thầy Phong đã giúp bố mẹ em chở em tới lớp kịp giờ khi xe bố mẹ em hỏng giữa đường. Điều em ấn tượng nhất về người thầy của mình đó là thầy rất yêu quý và quan tâm em. Em cảm thấy thầy tuyệt như là người cha thứ hai của em vậy. Bài tập 2 với bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 10 đặt ra yêu cầu cho các em là: em hãy vẽ hoặc xé dán để sáng tạo tranh về chủ đề thầy cô của em vào khung hình dưới đây. Đây là một khung hình rất đẹp và lấp lánh sự yêu thương, phải không các em? Vậy thì để tô đẹp cho khung hình này, cô gợi ý cho các em là vẽ tranh về cô giáo chủ nhiệm của em, như bức tranh ở trên màn hình mà các em đang quan sát vậy. Nếu các em đặt hết tình cảm, trái tim của mình dành cho thầy cô vào bức tranh, thì hẳn bức tranh mà em vẽ sẽ rất đẹp và thầy cô cũng sẽ rất vui khi ngắm nhìn bức tranh mà các em đã vẽ về mình. Bài tập 3 và bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 10 thì yêu cầu các em: hãy viết một bức thư gửi tới thầy, cô giáo cũ của em. Nền của bức thư đã được trang trí rất đẹp rồi. Việc của chúng ta là hãy viết những dòng thư thật ngọt ngào gửi đến thầy cô mà thôi. Và cô gợi ý các em viết thư như sau: Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2022. Gửi cô giáo mến thương Nguyễn Thủy Dung. Em là Bùi Việt Anh, cô có nhớ em không ạ? Em là học sinh lớp 2A2 của cô đây ạ. Dạo này cô có khỏe không? Đã một năm xa cô rồi, em náo nức muốn viết thư hỏi thăm cô. Em đã lớn và ngoan hơn rồi cô ạ. Là học sinh lớp 3, em đang rất vui với những bài học mới. Đường đi học cũng gần hơn vì nhà em đã chuyển chỗ ở mới. Em rất nhớ cô, mong cô có sức khỏe tốt để cô trò lại được gặp mặt nhau thường xuyên hơn. Học sinh của cô, Bùi Việt Anh. Vậy là các bài học của chủ đề 1 đến đây là kết thúc. Trong ít phút còn lại của video, các em hãy cùng cô đến với phần tự đánh giá sau chủ đề nhé!
Em hãy tự đánh giá kết quả học được từ chủ đề bằng cách tô màu và khuôn mặt tương ứng trong bảng sau. Trong bảng tự đánh giá sau chủ đề thì có hai nội dung chính là nội dung đánh giá và mức độ đánh giá. Trong đó, các nội dung đánh giá như là tham gia lao động vệ sinh và trang trí lớp học, thực hiện đảm bảo an toàn trong khi trang trí vệ sinh lớp học và kể lại được điều ấn tượng nhất về thầy cô giáo. Về mức độ đánh giá thì có 3 mức độ, đó là hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Vậy thì dựa trên kết quả học tập thực tế của bản thân sau khi hoàn thành các nội dung của bài học, em có thể đánh giá cho mình là hoàn thành tốt và tô màu vào các biểu tượng của cột hoàn thành tốt nhé. Như vậy, bài học đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.